Tử Vi Thắng xin chào anh chị. Bài hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số nam mệnh dương lịch ngày 2 tháng 12 năm 1978, âm lịch 3 tháng 11 năm Mậu Ngọ giờ là giờ Thìn. Thân cư tài bạch năm xem 2022, năm Nhâm Dần tuổi 45, đang nằm ở trong cái đại vận. Nói chung là không được chủ quan, đại vận này cơ bản là ổn là tốt nhưng mà không được chủ quan. Tại vì sao? Mời anh chị xem tổng thể lá số nhá. Đây tôi phân tích này, mệnh 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 là mệnh sáng này. À, mệnh phúc thân, mệnh phúc thân sáng là phúc đức này. Đức đây, tài bạch đây, thân cư tài bạch sáng, thiên di sáng, có mối cung quan lộc gặp tuần gặp triệt. Nhưng phá quân thì không ngại tuần triệt, thế nên là đại vận này vẫn là đại vận ổn, tuổi 45 đang nằm trong đại vận cung quan lộc. Đại vận mà đi là âm nam, dương nam, âm nữ thì đi thuận, đến đại vận cung quan là tốt, nếu đại vận cung quan sáng. Dương nữ âm nam thì đi nghịch, đến đại vận cung tài mà tài sáng thì là đại vận tốt. Lá số này có hai đại vận rất là tốt. Đại vận ở cung Phúc Đức ở 23 đến 32, đại vận ở cung Quan từ 43 đến 52, còn đại vận 33 là xấu lắm, âm dương lương gặp địa không, gặp địa kiếp, gặp phục binh, gặp thiên không, thiên đình, hỏa tinh, linh tinh. Quá nhiều đại sát tinh chiếu vào anh chị nha, đại vận 33 là rất xấu rồi, qua cái bể khổ rồi, còn đại vận 43 ổn. Sang cái đại vận 53 lại xấu, cơ đi với kỵ là quá dở rồi. Không những cơ kỵ mà lại còn cả hỏa tinh địa không thiên hình, thế nên đại vận này dở. Đại vận này thì vô cùng dở rồi, 33 này mới trải qua một cái đại vận vô cùng dở. Đại vận thiên không địa không địa kiếp thiên không thiên hình hỏa tinh linh tinh phục binh. Mệnh thì có gì nhỉ? Song hao tang hổ khốc hư mệnh lục bại. Đến cái đại vận lục sát thì nói chung là cuộc đời gian nan vất vả chân chuyên. Thế nên là lá số này được hai cái đại vận 23 43 tích cực phát huy, đại vận 53 theo tôi nên nghỉ hưu sớm hoặc làm cái gì thì làm nó an nhàn, nó nhẹ nhàng thôi. Sang đại vận 63 thì lại ổn tiếp, đại vận 63 tử phủ vũ tướng. À, tử vi thiên phủ đi vượt tạc phủ, đi vượt đắc tứ linh, cát lành may mắn hanh thông thuận lợi. Nhưng riêng đại vận 33 và 53 giờ, riêng cơ đi với kỵ nói chung là tính đâu thì hỏng đấy, tính đâu thì nhầm đấy. Đấy, cơ bản chia sẻ trước với các anh chị cũng như là anh về các cái đại vận là như vậy. 23, 43 là ok nhá. Rồi tiếp theo là gì? Mẫu ngọ tuổi dương, mệnh đóng tại cung dương như vậy, âm dương thuận lý, đắc thiên đắc địa đắc nhân. Đấy, âm phù dương trợ, dễ thành công, dễ thành đạt trong cuộc sống. Đấy chính là cái lá số này, đặc biệt nếu mà đi vào con đường kinh doanh. Đấy, mệnh phúc thân là sáng, tài di là sáng, đi vào con đường kinh doanh thì dễ trở nên giàu có dư giả, nhưng mà phải chịu nhiều vất vả gian nan khổ sở. Đó là cái bộ cách sát phá tham thực tế thực chiến hành động, đi với cái sao thiên mã nó chủ về vất vả, vất vả ngược xuôi, bôn ba lao tàu rồi, nhưng mà có thực sự cái thành công thành danh thành đạt. Tiếp theo là gì? Mệnh hỏa cục mộc tương cục mệnh tương sinh, mà cung thiên di lại tử phủ vũ tướng, tử vi lại đi với tạp phủ vua, có quân có quyền như vậy, ra ngoài cát lành may mắn hanh thông thuận lợi, ra ngoài là hay gần gũi những cái bậc những cái người mà có chức vị, có quyền hành, có cái năng lực tài chính nó vô cùng dư giả, vô cùng giàu sang, và ra ngoài sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội kinh doanh làm ăn. Và đặc biệt cái lá số này là thân cư tài bạch. Thân cư tài bạch là con người rất thực tế ở trong xã hội, vô cùng thực tế. Đấy, đồng tiền là số 1, gần như đồng tiền số 1. Cái thứ hai là rất có năng khiếu kinh doanh, luôn luôn là nghĩ ra những cái ý tưởng kinh doanh rất là tuyệt vời. Đấy là thân cư tài bạch, sáng tạo, đột phá, đấy chính là thân cư tài bạch. Mà người có mệnh thiên mã thì anh chị biết rồi. Đây, mời anh chị vào cung mệnh thiên mã thì mẫn tiệp đa năng. Thiên mã là nó chủ về chân tay, nó chủ về ngựa xe, nó vô cùng năng động, nó vô cùng nhanh nhẹn, vô cùng hoạt bát, thích thay đổi, thích dịch chuyển, thích đi đây đi đó để khám phá, mà anh chị biết rồi. Đi nhiều, hiểu biết nhiều thì nó sẽ khôn ra, nó sẽ thông minh lên. Đấy là cái tổ sao thiên mã. Tiếp theo mệnh này là có văn tinh, vô cùng thông minh tinh ý, nhìn cái là làm được ngay. Đấy là cái văn tinh, học một là biết 10 là cái văn tinh, nhìn cái là hiểu được ngay. Người ta chưa nói mình đã hiểu vấn đề, đấy là cái sao văn tinh. Lá số này thì hoàn toàn làm chủ, làm sếp, làm lãnh đạo được anh chị nha. Đấy, làm sếp, làm chủ, làm lãnh đạo thì nó phải có cái tinh tướng. Đấy, tinh tướng ở cái gì? Tinh tướng ở con văn tinh, thất sát là thượng tướng quân là thanh kiếm rồi, anh chị hiểu đơn giản nó như vậy thôi. Là số này thất sát thì uy nghi, thất sát thì can đảm, thất sát thì dũng mãnh, thất sát thì liều lĩnh, thất sát thì táo bạo, thất sát thì có mưu cơ. Đấy, thất sát thì nhanh chóng, đặc biệt đi vì thiên mã thì vô cùng nhanh chóng. Thất sát mắt lớn dọi đèn, việc làm muốn chóng muốn xong cho rồi. Đấy, ai mà cần người làm việc nhanh chóng thì đây, đây chính là hình ảnh của người làm việc vô cùng tốc độ, vô cùng nhanh chóng và yêu cầu rất cao, cũng khá là khó tính, khá là kỹ tính, khá là khắt khe đối với bản thân mình cũng như đối với người khác trong công việc. Đấy là dính sao cô thần quả tú. Ngoài ra cô thần quả tú luôn luôn cảm thấy cô đơn, luôn luôn cảm thấy buồn phiền, dù là ở chốn đông người. Được cái ưu điểm cô thần quả tú là có khả năng nghiên cứu độc lập, làm việc độc lập được, thế nên tạo ra những cái thành quả từ cái sự cô đơn, chịu đựng được cô đơn là cái sao cô thần quả tú. Đại tiểu hao chi tiêu phóng khoáng, nhiều khi là hao tài tốn của.
Tiếp theo tang môn bạch hổ thì hay lo âu, hay suy nghĩ. Được cái này, nam nhân tang hổ thì hữu tài uyên bác, vì lo âu, vì suy nghĩ mà sẽ nghĩ ra những cái sáng kiến gì đó. Đấy, tiếp theo là gì, tuyệt thì đôi khi là hơi kín đáo, văn xương văn khúc thì cởi mở. Đấy, con người là nó khôi ngô tuấn tú, sáng sủa đẹp trai, học hành thông tuệ. Văn khúc đi văn tinh, đi với thiên mã. Đấy, thiên mã mà đi văn khúc, đi với thất sát thì vô cùng rực rỡ về mặt công danh. Thiên mã đi với cái sao công danh thì lợi về công danh, đi với sao tài lợi về tài. Nhưng ở ở đây cái lá số này, cái gốc mệnh của lá số này rất lợi về công danh, chỉ có điều ở cung quan lập gặp tuần gặp triển nó trắc trở, nó vướng một chút. Đấy, nếu mà định hướng thì định hướng vào làm kinh doanh tốt hơn, còn làm con đường chính trị vẫn hoàn toàn tốt anh chị nhé. Phá quân đã có hóa khoa, đã có tuần triệt rồi, phá quân không ngại tuần triệt, không ngại tuần triệt mà rất thích hóa khoa. Tiếp theo mệnh thất sát. Thất sát thì rất là uy dũng, thất sát là hình ảnh của thượng tướng quân này, thất sát là hình ảnh của thanh kiếm mà, vô cùng uy dũng, vô cùng sắc bén, vô cùng nhanh nhẹn, rất rất nóng tính, cần thiết là chiến đấu luôn. Đấy chính là cái sao thất sát. Thất sát là người đứng đầu, thất sát là tướng tiên phong, thất sát là người đi đầu. Quân đội, công an, cảnh sát, những ngành nghề liên quan đến binh nghiệp là hợp cách với sao thất sát. Ngoài ra thất sát là thượng tướng quân, cũng như cái tổ hợp sao phá quân tham lang thì nó chủ về những ngành nghề liên quan quản lý hành chính nhân sự thì nó cũng vô cùng là đặc cách. Văn khúc thì có thể viết văn cũng được. Có những cái người mà mệnh thất sát nhưng mà không không cầm dao cầm kiếm mà lại cầm bút. Đấy, có những người ở cái tổ hợp thất sát ở dần, ở thân, ở thìn, ở tuất, tôi gặp nó người ta lại làm về cái khoản là liên quan đến kiến trúc xây dựng các thứ, tức là cũng thay vì cầm kiếm, cầm dao cầm kiếm thì người ta lại cầm bút. Có những người lại là cầm dao trong nhà bếp, vân vân. Có những người thì làm về những ngành nghề liên quan đến kim khí vật liệu xây dựng các thứ, vàng bạc các thứ, cũng chính là cái sao thất sát, rất là đa ngành đa nghề. Ở đây chúng ta chỉ phân tích cái tố chất xem người ta hợp ngành nghề gì và cứ thế mà phát huy thôi. Còn lá số này thì mà vô cùng thông minh, vô cùng tinh ý, vô cùng năng động, vô cùng nhanh nhẹn, vô cùng quyết đoán, vô cùng liều lĩnh, vô cùng có mưu cơ. Đấy là cái mệnh này, làm gì cũng được, đa tài đa năng, chính là cái sao tang hổ. Đa tài đa năng cũng chính là cái sao thiên mã. Rồi chỉ có điều là cái tổ hợp là sát phá tham liên, nó là cái tổ hợp thực tế thực chiến hành động, mà đi với sao thiên mã là chủ về vất vả bôn ba lao tổ thôi, còn lại sẽ đạt được công thành danh toại do mệnh phúc thân sáng. Mệnh phúc thân sáng, tài di sáng, cung quan lập thì không xấu. Tiếp theo mời anh chị vào cung tài bạch ạ. Cung tài bạch, cung tài bạch có sao tham lang. Tham lang chủ về khéo ăn, khéo ở, khéo giao tiếp, khéo đối nội, đối ngoại, ngoại giao, giao tiếp, giao tế, chính là sao tham lang. Học giỏi các khoa ngôn ngữ cũng chính là sao thân lang, sao tham lang. Mệnh văn khúc đi văn tinh thì vô cùng thông minh tinh ý, nói chung là đầu tư vào cái gì thì biết cái đấy, đầu tư vào cái gì thì hiểu cái đấy, thông minh cái đấy. Đấy chính là tham lang cũng liên quan đến tham mưu cố vấn quân sự là cái sao tham lang. Tham lang liên quan đến những ngành nghề liên kinh doanh buôn bán liên quan ăn uống vui chơi giải trí. Tham lang tính bẩm thung dung mà say miền gái đẹp rượu nồng mới ngon. Ngoài ra nếu không làm những ngành nghề đấy thì cũng chủ về cái lá số này là tiếp khách ngoại giao đối nội trên bàn tiệc bàn nhậu rất là tốt. Tham lang mà, tham lang cũng rất thích hỏa và linh và rất thích hóa lộc, đi với hóa lộc là có tiền tài rồi, chứ không phải là suy nghĩ mơ hồ tham vọng biển vông mà là có thực chất. Đấy là hóa lộc rất phong độ. Tham lang thì râu ria tóc tai lông lá là nhiều, đi với hóa lộc nó cũng chủ về thế. Hóa lộc thì phong độ đàn ông nam tính tinh tế tế nhị, mệnh văn tinh, thân lại có hóa lộc như vậy vô cùng tinh tế, vô cùng tế nhị, chỉ có điều hơi khắt khe, hơi khó tính một chút. Tiếp theo tam thái bát tọa, dáng tướng mạo dáng dấp đường hoàng, bề vệ phóng khoáng sở lời. Phượng các giải thần là nét cao sang quyền quý, giải thần thì đôi khi mất tiền oan. Rồi đà la ở đây là thâm trầm, đà la ở đây là cơ mưu, đà la ở đây là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đà la ở đây là thuyết âm mưu, đà la là không vội vàng, đà la là không hấp tấp, chính là sao đà la. Thế nên đôi khi cái công cuộc kiếm tiền nó bị lỡ mất thời cơ cũng do cái sao đà la, nhưng mà chậm mà chắc, đấy chính là tổ hợp thân cư tài bạch này. Cô thần quả tú là chi tiêu các thứ nó rất rõ ràng rành mạch, tiêu là tiêu mà chi tiêu là tiêu đấy, chi là chi, đáng chi là chi, không nói chi thì thôi. Cô thần quả tú giữ được tiền có thể đầu tư kinh doanh buôn bán mà nên giàu. Rồi quan phủ ở đây nhiều khi cũng mất tiền oan, điếu khách ở đây cờ bạc rong chơi xa gần, tham lang đi với điếu khách thì sẽ có một cái thú vui đam mê nghiện ngập gì đó. Đấy là cái tổ cung tài bạch này, cung tài bạch này cơ bản là rất ổn. Tham lang vượng điện, cách cục vũ tham ở thìn tuất xỉu mùi, dư giả khá giả giàu sang là thân cư tài bạch này, trong bất kỳ trường hợp nào cũng dư giả khá giả giàu sang, chỉ có điều cái đại vận 33 thì nói chung nguy cơ vỡ nợ phá sản thất bại rất là lớn. Đấy là cung tài bạch này. Tiếp theo là gì, cung quan lộc này. Cung quan lộc là phá quân này, phá quân là quân nhân này, phá quân là thượng tướng quân này, phá quân là tướng tiên phong này, phá quân là người đi đầu, phá quân là gì, thay cái cũ đổi cái mới. Phá quân là luôn luôn tìm kiếm ra một ngành nghề mới để tạo ra các cái cơ hội kinh doanh buôn bán làm ăn là sao phá quân. Ngoài ra phá quân cũng liên quan quân đội, công an, cảnh sát là phá quân. Quan lộc mà có phá quân đi với tả phủ bật chiếu cung mệnh thì có thể làm hai ba bốn ngành nghề cùng một lúc, ví dụ như là đầu tư kết hợp vốn để làm ăn,
chia cổ tức cổ phần các thứ, đấy chính là cái sao phá quân đi với tả hữu. Rồi tả phù bất bật thì làm nhiều ngành nhiều nghề, tả phù bất bật thì cách xử lý vấn đề nó rất là thông minh trong công việc. Tuế phá đây nhiều cái sự ngang trái ở trong công việc mà mình phải đối diện và chấp nhận. Thiên khốc thiên hư chủ về tiền vận hậu phú, tiền trở hậu thành. Buổi ban đầu thì công việc nó sẽ có nhiều cái sự cản trở, nhiều sự không thuận lợi, nhưng càng về sau nó càng thành công. Cái mệnh cách này là có cung quan lộc là có khốc hư đi với hóa khoa, đi với văn xương văn khúc. Thế anh này nếu mà làm thầy giáo giáo viên cũng là rất là vô cùng tuyệt vời này. Toàn là những cái hình ảnh nó thực tế thôi chứ không lý thuyết suông. Đấy là tổ hợp sát phá tham. Rồi đầu quân ở đây là quản lý công việc vô cùng tốt này. Đấy là cái sao đầu quân. Mộc dục thì có một chút ăn chơi đàn đúm cho công việc. Hóa khoa là vô cùng kiến thức, vô cùng trí tuệ, vô cùng hiểu biết trong cái lĩnh vực mình đang làm. Thế nên là cái tổ hợp mà tả hữu khoa khốc hư xương khúc nó chiếu vào cung quan này hoàn toàn có thể làm giáo viên vô cùng thực tế về giảng dạy. Đấy là cung quan lộc này, nhưng mà hợp nhất là những ngành nghề liên quan vất vả, gian lao, nặng nhọc, cần cái sự quyết đoán, cần cái sự liều lĩnh thì phá quân hoàn toàn làm được. Tiếp theo mời anh chị vào cung phúc đức đi. Đây phúc đức cách cục là tử phủ vũ tướng, đi với gì, tam thai bát tọa, đi với thai phụ phong cáo, đi với tấu thư. Như vậy đây là một cái dòng họ giàu sang, khá giả dư giả, chỉ có điều hơi cô độc, anh chị em là ít khi gần nhau. Phúc đức có sao dưỡng, tức là ông bà rồi cô dì chú bác các thứ đang vun vén, đang chăm sóc bồi dưỡng mồ mả rất là tốt. Rồi có tứ linh thì mồ mả vô cùng tốt rồi, tam thai bát tọa cũng vô cùng tốt này, tấu thư nhiều người ăn nói giỏi, đường phủ cát lành, hoa cái là nằm trong bộ tứ linh này. Thiên thọ ở đây nhiều người là sống lâu sống thọ, mà không những thế còn dư giả khá giả giàu sang, sống lâu sống thọ là sao thiên thọ. Thai phụ phong cáo đi với thai tọa, đi với tấu thư, tử phủ vũ tướng lại có cả hóa lộc, như vậy cung phúc đức rất là tốt. Phúc đức mà tốt thì kiếm tiền nó dễ, phúc đức mà tốt thì sống lâu sống thọ, phúc đức mà tốt thì được hưởng cái sự may mắn về mặt tiền bạc. Đấy là cung phúc đức này. Mà phúc đức có sao vũ khúc là sao tiền tài, chủ về dòng họ dư giả khá giả giàu sang phú quý. Đấy cung phúc đức này này. Tiếp theo cung thiên di của tử vi thiên phủ, ra ngoài là tiếp xúc nhiều với những người lãnh đạo có chức có quyền, có thế lực, có địa vị, có tài chính, có cái sự dư giả khá giả giàu sang đấy tử phủ, và tiếp xúc là tiếp xúc toàn với những người giới đứng đầu thôi. Đấy là sao tử vi thiên phủ. Đấy, đi với tả phù với bật thiên di hoa cái hỷ thần, thiên di phụ bật quý nhân yêu vì. Đấy, ra ngoài có quý nhân trợ giúp, quý nhân là toàn là ông to bà lớn thôi. Đấy là tử vi thiên phủ, và ra ngoài cũng hay đi đến những cái nơi mà nó nếu mà nói về nhà cửa nó là to lớn rộng đẹp. Rồi đấy là cung thiên di và tứ linh, thì ra ngoài là có thế lực vô hình che chở trợ giúp, không có cái tai họa gì có thể làm hại được anh này. Đấy là cung thiên di này, và với cái cung thiên di này, với cái mệnh này có tả phú bật đi với thiên mã, thì số này là số ly tông tổ nghiệp, xuất hành xa xứ lập thân lập nghiệp để thành công thành đạt. Đấy là cung thiên di này vô cùng tốt, ra khỏi nhà là thấy tài lộc, ra khỏi nhà là thấy quý nhân trợ giúp. Đấy cung thiên di này, chỉ có điều anh phải mở rộng lòng ra một chút thôi, nhiều khi là hơi khó tính quá. Cô thần quả tú hơi khó tính, hơi kỳ tính quá, hay suy nghĩ, hay âu sầu, hay đa cảm quá, nhiều cảm xúc quá. Nếu mà cái lá số này mà làm trong những ngành nghề liên quan binh nghiệp ấy, thì nó sẽ là hình tượng của một chiến binh, hình tượng của một người tướng, nhưng mà có cái khả năng văn hóa nghệ thuật khá là cao. Rồi thiên di lại có thiên tài, ra ngoài rất là tài năng. Đấy là cung thiên di vô cùng đẹp nhá, tử phủ dần thân, tử phủ triều viên, lá số này tử phủ triều viên, thực lộc vạn trung này, lại tài lộc vô cùng dư giả, vũ trì là có cả hóa lộc triều về, thất sát là quyền tinh, là dũng tinh rồi. Thiên mã mà đi với thất sát đúng là cái số cầm quân cầm quyền rồi. Thiên mã là ngựa, là xe, là chân, là tay, là tả phủ với bật là có quân, có quyền trợ giúp này, thất sát là quyền tinh, là dũng tinh này, chủ về sự sát phạt này, có quyền sinh quyền sát này. Đấy chính là tổ hợp này rất là vượng công danh. Cung quan lộc thì không ngại tuần triệt hóa khoa đâu anh chị nhá. Phá quân trai bất nhân, phá quân thìn tuất, ngộ khoa tuần phản ác vi lương. Phá quân rất thích hóa khoa, rất thích tuần và triệt, thuật thích tuần hơn. Tuần thì phá quân còn hoạt động mạnh, triệt thì nhiều khi nó cũng nhiều cái sự giang dở. Ở đây cả tuần cả triệt thì tất nhiên nó có những cái sự giang dở, nhưng về cơ bản không xấu. Khốc hư đại vận 45, 43 là ok rồi này. Tuổi 45 đang nằm trong đại vận 43, 52 rất là ổn này. Tiếp theo cung mời anh chị vào cung phu thê đi. Cung phu thê này, chồng văn khúc vợ văn xương thì người ta gọi là phu sướng phụ tùy. Đấy, chồng vào xương khúc chồng. Mỗi trọng cung mệnh mà cung phu thê mà có các tổ hợp sao đôi, văn xương văn khúc, ân quang thiên quý, tam thai bát tọa ấy, thì nói chung là phu sướng phụ tùy. Đấy, chồng giỏi văn thơ thì vợ cũng giỏi chữ nghĩa. Đấy là cái tổ hợp văn xương văn khúc. Nếu mà nói về cái tướng mạo của vợ rất là đẹp, thiên tướng là mặt con người mà hương trời sắc nước, mặt ai tướng hồng, thế nên là mặt mũi là đẹp, uy nghi đầy đặn. Liêm trinh thì vô cùng nóng tính, vô cùng can đảm, vô cùng nghị lực, tâm tư là khó đoán khó lường, hỉ nộ ái ố nó rất vô thường. Nhưng được cái thái tuế thì khả năng ăn nói tốt, khả năng hùng biện tốt, hoàn toàn trợ giúp cho chồng được.
trong cái con đường công việc, trong cái con đường công danh. Kình Dương rất đàn ông, rất nóng tính. Rồi, đấy, Liêm Trinh miệng rộng cổ cao, tính hay tranh cạnh làm sao hơn người. Cạnh tranh tranh đấu tranh đua được, thế nên kết hợp với chồng để làm ăn được. Nhưng mà hai vợ chồng phải nhường nhịn nhau, bao dung với nhau, độ lượng với nhau hơn. Tại vì ông chồng cũng rất là nóng tính, cô vợ cũng rất là cá tính, cũng rất là can đảm, cũng rất là nghị lực, chứ không phải nói gì là nghe đấy đâu. Rồi, Kình Dương đi với Thiên Giải thì có ngày là rủi ro một chút. Thiên Giải đây là giải tán mà, rủi ro nhẹ thôi, nó không có nhiều dấu thai phụ. Phong cáo đi Văn Xương đi với Thiên Tướng là vợ học hành bằng cấp các thứ đầy đủ, nếu có không học hành bằng cấp thì cũng là được người ta vị nể, được người ta coi trọng. Thiên Chủ là có lộc ăn lộc đẻ, lực sĩ ở đây là có sức khỏe. Kình Dương ở đây là hơi thô một chút, thô nhưng mà thẳng đấy, thái tuế rất thẳng. Rồi, đây là cung thê này, cung thê Liêm Trinh Thiên Tướng rất là đẹp anh chị nhé. Tiếp theo mời anh chị vào cung phụ mẫu này. Tiếp theo mời anh chị vào cung phụ mẫu nha, phụ mẫu Thiên Đồng. Đấy, Thiên Đồng thì ở đây là Thiên Đồng thì khắc mệnh hỏa, như vậy là anh với bố mẹ xem dạng không hợp lắm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì Thiên Đồng thì bố mẹ hiền lành. Thêm Hồng Loan thì bố mẹ là, nếu nói về dung mạo là đẹp, chăm chỉ chịu khó cần cù. Có thai phục vượng tướng ở đây lại đi với đào hoa, đi phục binh địa kiếp, như vậy tình duyên của các cụ là không ổn. Đấy, Thiên Đồng nó chủ về biến động, Thiên Đồng thuộc thủy tính lành, canh cải giới thất tình phong tao. Thiên Đồng là sao thay đổi, thiên cơ là sao thay đổi. Tuy là hiền lành nhưng có cái gì đó thay đổi. Ở đây là có cái bộ đào hoa gặp phục binh, như vậy rất dễ có người thứ ba xen ngang. Đấy, phụ mẫu này nhiều cái sự bất ổn. Bố mẹ được cái hiền lành, có đức có phúc, nhưng mà nhiều cái sự bất ổn. Ví dụ thêm cái con hóa kỵ ở đây, cái tranh chấp thị phi thi thoảng xảy ra cái vã. Đấy là cái tổ hợp cái cung phụ mẫu này bất ổn. Tiếp theo cung tử tức có cự môn thì thường thường là cự môn ở cung tỵ là cung âm, thường thường con gái nhiều hơn con trai. Đấy, sao cự môn? Cự môn ở đây chủ, nếu mà con cái mà cự môn thì nói chung chủ về xung khắc, bất mãn về lời ăn tiếng nói đối với cha mẹ. Cự môn lại không hợp với cái sao lộc tồn cho lắm, lộc tồn họ chủ về hiếm muộn con, nó không vượng cho lắm. Tiếp theo ở đây có hỏa tinh, nó chủ về mất mát hy sinh khi nuôi dưỡng, lưu hạ xa rẻ, phá toái, cũng chủ về cái sự bỏ đi. Đấy là cung tử tức này. Cung tử tức này có cự môn đi với hóa kỵ, đi với thiên diêu, đi với hỏa linh, đúng là chủ về sự mất mát con cái, sau này xem ra là khó ở gần cha mẹ, không ở gần nhau. Cung tử tức này chưa nói lên nhiều điều, phải xem cụ thể. Tiếp theo cung nô bộ xấu này, cung nô bộc này, cơ này giáp tả phù vật thì tốt, nhưng cơ gặp thị như vậy, bạn bè là hay ai oán, hay tranh chấp, hay thị phi. Bạn bè ở thiên cơ nhiều người trí tuệ, nhiều người khôn ngoan thông minh, nhưng mà lại không phục vụ cho mình, tại vì dính cái con hóa kỵ. Rồi có thiên khôi, thiên việt, ân quang, thiên quý, nhiều người khá là thông minh, vô cùng thông minh luôn, bằng cấp học hành, học vị, học hàm là đầy đủ cả, nhưng mà cơ dính với kỵ là xảy ra tranh chấp, xảy ra thị phi. Tiếp theo là gì? Có quốc ấn ở đây, cũng có chức vị, có tầm địa vị, có ảnh hưởng, long đức, nhiều người rất tốt. Nhưng mà có một số người là không hợp với mình cho lắm. Cơ ngũ hành thuộc mộc sinh cho mệnh hỏa, nhưng mà gặp cái con hóa kỵ như thế này thì chắc chắn là xảy ra tranh chấp thị phi. Quan lộc nhị hợp cung nô bộc, xem ra việc kết hợp làm ăn kinh doanh buôn bán thì sẽ có lúc vì bạn bè mà đổ bể, vỡ nợ, phá sản. Đấy chính là thứ nhất là có hóa kỵ, cái thứ hai có hỏa tinh, cái thứ ba địa không thiên, không thiên hình nó chiếu về. Tiếp theo là mời anh chị vào cung tật ách địa huynh đệ, thì huynh đệ đối diện cung nô bộc thì huynh đệ thiên lương chủ về anh em thiện lương, thiện lành, thiện tính. Nhưng mà thiên lương cũng rất khó tính, thiên lương hơi cô độc, đi với khôi việt thì thường thường anh không phải là con trưởng, thường thường đấy, khôi việt thì sẽ có người khác làm con trưởng. Đấy, cái tổ hợp địa không thiên không thiên hình như vậy là chủ về cái sự mất mát. Đấy, có sự mất mát, nếu anh làm con trưởng thì thường thường trước anh có một người nó sẽ mất đi. Tiếp theo địa không địa kiếp ở đây vô cùng khó tính, địa không địa kiếp không thể kết hợp nổi làm ăn kinh doanh buôn bán được, kết hợp với nhau chỉ gây ra những cái sự xung khắc, gây ra sự đổ bể. Đấy, địa không thiên không thiên hình. Ân quang thiên quý thì anh em rất quan tâm, rất hiếu nghĩa với nhau, rất trọng tình trọng nghĩa. Thanh long mặt mũi đẹp này, thiếu dương thiên không thì khôn ngoan, nhưng mà khôn ngoan không lại bây giờ cái cung huynh đệ này do là quá lắm sát tinh. Địa không địa kiếp thiên không thiên hình, linh tinh phục binh nó chiếu về đây. Đấy là cái cung huynh đệ không thể kết hợp được, thiên lương ngũ hành mộc đối thổ cũng hợp mệnh hỏa nhưng không thể kết hợp được. Và đặc biệt huynh đệ nhị hợp với cung thê. Đấy, như vậy vợ anh cũng khá xung khắc với anh em nhà mình, ở xa nhau ra thì nó sẽ tốt hơn. Rồi tiếp theo cung tật ách anh phải hết sức cẩn thận này. Cung tật ách này, tật ách có thái âm ngũ hành của nó là thuộc thủy. Đấy, thái âm đi về đào hoa, các bệnh liên quan đến phong tình, liên quan đàn ông các thứ, đế vượng là cái lưng, thế nên là anh trong cái công việc ăn uống vui chơi giải trí các mối quan hệ nên cẩn trọng một chút. Có thiên quan thiên phúc thì tốt, thiên đức phúc đức thì hai. Đấy, thiên đào hồng hỉ ở đây là bệnh liên quan đến phong tình, hóa quyền thì không ý nghĩa. Ở đây là có địa không địa kiếp, nếu mà lúc mà bệnh tật nó phát tác khá là nhanh. Có phục bình ở đây là có bệnh ngầm, thế nên hết sức cẩn thận và thường xuyên đi khám thường xuyên thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, và cái cung tật ách mà có thái âm thì bệnh liên quan đến gen di truyền từ mẹ từ tương đối nhiều. Đấy là cung tật ách này. Tiếp theo là cung điền trạch, điền trạch của thái dương
Đấy, Thái Dương đi với linh tinh nó chủ về vất vả về mặt tiền trạch như mệnh mệnh phúc thân anh sáng tài di anh sáng quan anh cũng ổn, thế nên là tuy vất vả nhưng mà nó chỉ là một khó khăn một chút ít thôi. Đấy, Thái Dương đi với trường sinh đế vượng thì nói chung là nhiều đất nhiều đai rồi, ân quang thiên quý đi với lộc tồn là có của thừa hưởng, kể cả có không có của thừa hưởng thì anh cũng tự tay lập nghiệp tự lực cánh sinh rất là tốt. Đấy, còn Thái Dương đi với linh tinh đi với hỏa tinh ở đây thì cẩn thận củi lửa, cẩn thận cháy nhà cháy cửa. Tiếp theo có không kiếp phục binh thiên không thiên hình thì cẩn thận kẻ cướp kẻ trộm mà hiện hiểu nghĩa đen là kẻ cướp kẻ trộm, còn thậm chí liên quan đến cái sự tranh đoạt, liên quan sự cướp đoạt, liên quan đến sự lừa gạt nhau về các cái giấy tờ đất đai các thứ. Thế nên cung điền trạch này thực sự là vất vả cho anh, vất vả thôi, còn mệnh tài quan phúc thợ di ánh sáng, thế nên là không thể nói là anh không có điền trạch mà là có, nhưng mà nó chủ được cái sự vất vả. Đấy là cái cung điền trạch của anh. Rồi cung điền trạch là y diêu này, kiếp sát này, tranh đấu tranh đá tranh quyền đoạt lợi này. Rồi các đại vận thì đã luận ngay từ đầu rồi, đại vận từ 3 đến 12 nhiều cái cô đơn, nhiều cái sự buồn phiền, nhiều cái lo lắng, nhiều lo âu, nhiều suy nghĩ. Đấy là cô quả song hao đều tàng hổ khốc hư lục bại tinh chiếu cục mệnh. Đại vận 13 đến 22, đại vận này thì tình duyên tình ái của cha mẹ nó lục đà lục đục. Đại vận này nhiều cái sự thay đổi, nhiều sự biến đổi nhưng theo xu hướng xấu. Đại vận 23 là bắt đầu ổn định tốt, cát lành may mắn, công danh tài lộc các thứ là vô cùng vượng rồi. Tử phủ vũ tướng đi với tả phủ, đi với hóa lộc, tam thai bát tọa đi với tứ linh, vô cùng cát lành may mắn, hanh thông thuận lợi. Đấy 23, đại vận 33 thì vô cùng xấu, nếu không vỡ nợ phá sản thất bại là còn may mắn. Đại vận này vô cùng xấu, hết sức xấu. Mà đại vận này lại có Thái Dương nó còn chủ về cha. Chủ về cha như vậy đại vận này có nguy cơ là cha không, không cha là có nguy cơ sức khỏe ốm yếu nặng hơn nữa thì có thể ra đi, là đại vận 33 đến 42. Thái Dương chủ về ông, chủ về cha. Thái Dương nó chủ về quan, nó chủ về quý, nhưng mà Thái Dương ở đây là hãm. Không những hãm mà nó lại còn gặp địa không địa kiếp phục binh thiên không thiên hình, như vậy đại vận này vỡ nợ phá sản đổ bể, vất vả gian lao khổ cực, nhưng mà cuối cùng là công dã tràng công cốc. Là đại vận 33 42 rất xấu, đại vận 43 tốt rồi. Đặc biệt đại vận 43 mà anh có thể mở ra một cái ngành nghề mới thì nó vô cùng tốt. Đấy, có phá quân, có hữu bật, có hóa khoa, khốc hư. Khốc hư tuổi trẻ thì xấu, nhưng khốc hư tuổi già thì tốt. Khốc hư là tiền trở hậu thành, tiền vận hậu phú. Đấy, phá quân thì nên làm một ngành nghề mới thì nó sẽ tốt hơn cho anh. Đấy, tiếp theo đại vận 53 cơ kỵ lại xấu rồi, tính toán là dễ nhầm lẫn các thứ, gây ra những cái nó không được tốt cho lắm. Đại vận 53 thiên cơ chủ về mưu tính toán, nhưng mà cơ gặp kỵ là tính toán có cái sự nhầm lẫn. Đại vận 63 thì lại tốt, 63 vô cùng tốt. Đại vận 73 thì có nguy cơ rủi ro về sức khỏe, có đào hồng hỷ đi với địa không địa kiếp, có phục binh đi với thiên không thiên hình như thế này, đi với linh tinh như thế này, đại vận này cũng dở lắm. Đại vận 73 vô cùng dở, 63 thì lại tốt này, 53 lại xấu này, 43 tốt này. Rồi tiếp theo năm 2022 của anh, năm 2022 năm Nhâm Dần lưu thái tuế và cung thiên di, như vậy là năm này là anh có hiện tượng xuất hành xuất ngoại đi xa, do thiên mã, do đối diện cung thiên di là thiên mã gặp lưu thiên mã chiếu, và thiên mã lưu thiên mã nó vào cung mệnh. Như vậy hiện tượng có hiện tượng xuất, một là xuất hành xuất ngoại đi xa, cái thứ hai thay đổi nơi ăn chốn ở, cái thứ ba là thay đổi công việc. Đấy là cái tượng của năm nay thứ nhất. Cái tượng thứ hai là lưu tuế, lưu tang, lưu hổ, lưu khốc, lưu hư, lưu kình, lưu đà, nó chiếu hết vào cung tài bạch. Như vậy năm nay là tuy kiếm được tiền nhưng mà vất vả gian nan, nhiều nỗi buồn, nhiều nước mắt. Đấy là cái tượng thứ hai. Tiếp theo tiểu hạn năm dần của anh, đây tiểu hạn năm dần vào cung quan lộc nhất định là có thay đổi về công việc, công việc đột phá một cái ngành nghề mới, trước sẽ rất vất vả nhưng sau sẽ thành công. Đấy là phá quân đi với hữu bật hóa khoa, đi với thiên khốc thiên hư. Tiếp theo là tuổi 45 của anh, 45 liên quan đến cung tử tức, như vậy là có nhiều chuyện buồn phiền, có nhiều chuyện vất vả liên quan đến con cái. Đấy, thế nên năm nay anh hết sức cẩn thận chuyện liên quan đến con cái. Tiếp theo cung con cái ở đây nó lại tượng là các cái đệ tử, rồi là các cái người mình rất coi trọng, các cái thế hệ kế cận trong cái công việc của mình thì cũng không hay cho lắm. Đấy, cự môn nó chủ về sự bất mãn, nó chủ về sự bất hòa, nó chủ về sự không hài lòng nhau. Thế nên là cấp dưới của anh nói chung không hài lòng với anh, có cái gì điều gì đó nó không hài lòng lắm. Đấy, hỏa tinh là các mối quan hệ nó không đi đâu vào đâu cả. Như vậy cái tượng năm nay của anh là đường quan lộc, đường công danh thì vất vả. Đấy, các cái đệ tử trợ dưới trợ giúp thì là không hài lòng, có cự môn, có hóa kỵ, có thiên diêu, xảy ra tranh chấp thị phi, rất dễ giải tán. Đấy, cái tượng năm nay là cái tượng 45 tuổi của anh như vậy. Rồi nhưng mà công danh tài lộc cuối cùng về cơ bản vẫn cát, nhưng mà chủ về cái sự quá là vất vả luôn. Tiếp theo là lưu ý tên anh các cái tháng cát hung. Đây, tháng 1 thì hơi vất vả một chút nhưng mà lợi danh, lợi về công danh. Đấy, liêm tướng như văn xương, thái vụ phong cáo. Tháng thứ 2 cẩn thận ân quang thiên quý đi với không kiếp thiên không thiên hình, làm ơn mắc oán có thể liên quan tranh chấp thị phi kiện tụng, nhưng mà được cái có khôi việt quý nhân thì có quý nhân trợ giúp.
tháng thứ ba nói chung chủ về lao tâm lao lực, vất vả gian nan khổ sở, đau khổ buồn phiền. Tháng thứ tư nhiều cái thay đổi bất lợi này. Tháng thứ năm nó vô cùng lợi về mặt tài lộc này. Tháng thứ sáu bất lợi về mặt công danh này, chủ về lao tâm lao lực. Tháng thứ bảy vất vả về công việc. Tháng thứ tám cẩn thận tính toán có sự nhầm lẫn, diễn ra tranh chấp thị phi. Tháng thứ chín thì vô cùng lợi về công danh, lợi về tài lộc, đặc biệt khi đi ra ngoài. Tháng thứ 10 thì cẩn thận tình duyên tình ái, sức khỏe nó vô cùng không tốt, cẩn thận có kẻ lừa lọc, hãm hại mình, gài bẫy mình, đấy là con phục binh của địa không tiếp chấp. Tháng 11 thì lại vất vả nhưng mà có được cái khoản tài lộc, lợi về tài lộc. Tháng 12 nói chung là khổ vì tài lộc, tranh chấp thị phi về tài lộc. Tháng 12 chủ về vất vả gian nan khổ cực. Đấy là tổng quan năm 2022 cũng như là cát hung 12 tháng của anh. Cơ bản năm nay là công việc có nhiều cái sự vất vả, đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai tôi tớ người giúp việc các thứ là xem ra không hài lòng với mình, dễ xảy ra tranh chấp thị phi. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong các làn số tiếp theo ạ.